Để tạo project mới ở trong CodeBlock thì chúng ta cần số một các cái thao tác như sau. Trước tiên thì các bạn nhận thấy ta cần phải một là tên project sẽ tạo theo đúng tên của bài, tên file input output đấy. Ta nhìn theo tên đấy để ta đặt. Mỗi bài sẽ là một project khác nhau. Đấy. Khi chạy CodeBlock thì các bạn nên tại mỗi thời điểm chỉ mở một project, làm xong bài nào thì ta close nó đi. Ta vào file chọn close project. Vậy thì để tạo một project mới thì ta sẽ làm như sau. Các bạn khởi động chương trình CodeBlock. Để tạo project mới, ta có thể vào file, chọn new, chọn project. Hoặc là ở giữa màn hình nó có chữ create a new project. Đấy, cái nút này, create a new project. Ta ấn vào nút create a new project thì nó hiện ra một cái cửa sổ và có rất nhiều các cái lựa chọn. Vậy thì cái ta chọn là cái console application. Rồi ta ấn nút go. Nhớ go một lần chứ đừng go go. Rồi ta ấn nút next. Mục là project title. Vậy thì là đó là tên của project. Thì ta sẽ quay trở lại. Bài này tên nó là bài 1BT3. Vậy thì tạo ra thầy tạo đặt tên là bài 1BT3. Lấy mỗi phần tên đấy nhá, không lấy phần mở rộng. Thư mục chứa, ví dụ như thầy tạo ra một cái thư mục chứa bài làm của thầy. Thầy có một cái thư mục chứa bài làm đâu nhỉ? Rồi. Ta tạo một thư mục để chứa bài làm. Nếu cài đặt CodeBlock lần đầu tiên chạy thì cái thư mục chứa bài làm nó chưa có, thì các bạn tạo ra một thư mục mới và trỏ nó đến vào thư mục bằng cách lựa chọn ở đây. Sau đó ta nút next, rồi nút finish. Khi đó trên đây là giao diện làm việc. Ở bên trên này nó có các menu chức năng, ta sẽ tìm hiểu dần các chức năng. Một số thanh công cụ nó bị mất đi thì ta vào view, ta sẽ bật nó lên. Ta có hai thanh công cụ cơ bản là thằng manager là thằng quản lý và thằng view, chọn log là kiểm tra xem nó báo lỗi ở đâu, ở chỗ này. Hai công cụ cơ bản. Bên tay trái ta sẽ thực hiện bắt đầu code chương trình bằng cách trong mục thuộc ta nháy đúp vào thằng main để open nó ra. Ta nên giữ phím control để lăn chuột. Đấy, ta lăn chuột, giữ phím control lăn chuột tiến lùi để zoom in zoom out. Khi gõ thì ta nên tắt chế độ gõ tiếng Việt. Ví dụ bây giờ ta sẽ tạo xong project như trên. À quên. Xóa các dòng trống không cần thiết. Khi gõ thì giữa toán tử và toán hạ cách nhau ra, dấu phẩy thì liền trước với ký tự đứng trước nó. Ta không nên sử dụng các biến chữ in hoa bởi vì mất thời gian gõ. Bây giờ khi bắt đầu vào chương trình chính, ta giữ nguyên cái form vậy. Ta ấn tổ hợp phím Ctrl với phím L là để xóa một dòng. Đấy nhá, ví dụ như thầy đang đây, thầy đặt chảo chuột tại dòng này, thầy ấn Ctrl L. Các bạn nhìn thấy thầy không xóa đúng không? Đấy, Ctrl L nó sẽ xóa một dòng. Ấn dấu tab để lui vào để các cái thằng nó giống với nhau thành một cột. Kế tiếp, ta sẽ làm việc với tệp. Bài này tên nó là bài 1BT3. .inp. Mở tệp này ra để đọc stdin. Sau khi gõ thằng này xong, con trỏ đang nhấp nháy ở dòng này, thầy ấn tổ phím Ctrl và phím D để double cái dòng này lên. Mọi người cùng quan sát nhá. Trỏ chuột thầy đang ở đây, thầy ấn tổ phím Ctrl và phím D để nó double cái dòng này lên. Sau đó thầy dùng chuột thầy bôi đen cái thằng này, thầy gõ chữ out. Sửa này gõ chữ V kép, chữ out cho nó nhanh, đúng không? Như vậy thì ta có tổ hợp phím Ctrl L là để xóa. Ctrl. Bây giờ ta qua các bước mô tả thuật toán của bài toán. Bước 1, nhập giá trị x. Muốn nhập một thằng nào thì ta sử dụng câu lệnh cin hai dấu lớn hơn. Y, Z, T. Rồi bây giờ ta thực hiện tiếp công việc, đó là tính giá trị của biểu thức. Tới đây ta sẽ gõ A bằng, theo công thức của ta nó sẽ là bằng x cộng y cộng Z nhân với thằng x cộng t. Khi gõ thì giữa toán tử và toán hạ cách nhau ra bởi một dấu cách. Dấu nhân thì thường viết liền nhau, dấu bằng và dấu cách các toán tử phía trước và sau thì ta để nó cách ra. Dấu đóng ngoặc mở ngoặc sẽ sát với cái thằng đứng trước nó và đứng sau nó. Cuối dòng câu lệnh gán thì khi tính toán gặp câu lệnh này, máy tính sẽ tính các giá trị của biểu thức, gán giá trị và lưu vào biến A.
Rồi. Tương tự như vậy thì ta tính được biến B. Ta có hàm căn bậc 2 của biểu thức là x bình cộng y chia cho z cộng t. Vậy thì ngay từ lúc đầu ta cốt chương trình đẹp thì giữa toán tử và toán hạng cách nhau ra cho đẹp. Dấu nhân và dấu chia ta để sát cũng được. Dấu bằng ta cách ra. Vì B là kiểu số thực, tới đây thì ta gõ dấu chấm phẩy ở đây, ta ấn Enter tụt xuống, ta gõ thằng float thằng B. Tới đây ta CL thằng A ra. Khi CL một biến ra thì các bạn căn cứ vào đề bài, ta nhận thấy hai file thằng kết quả nó ở hai dòng khác nhau. Vì nó ở hai dòng khác nhau nên ta sử dụng câu lệnh CL Enline để xuống dòng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ CL Enline xuống dòng. Rồi. À, tới đây ta đã thực hiện việc CL thằng A xong. Ta thực hiện tiếp công việc tiếp theo là ta sẽ đưa thằng B ra. Thằng B nó là số thực. Trong đầu ta luôn nghĩ phải viết có quy cách, ta có fit. Rồi ta có câu lệnh set P, ấn dấu tab cái là được. Ấn chữ set và chữ P rồi ấn dấu tab. Thầy làm lại nhé. Thầy có chữ set và có chữ P rồi ấn dấu tab thì tự nó về thằng này. Nó viết ba lấy quy cách. Trong đề bài người ta yêu cầu lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân. Vậy trong mục set precision ta gõ số 3, ta dấu chấm phẩy. Tới đây ta đã thực hiện xong cái công việc viết chương trình. Hãy trước khi chạy chương trình nhớ ấn vào nút save everything là lưu mọi thứ. Sau đó ta ấn nút chạy thử chương trình để xem nó có báo lỗi hay không. Để chạy chương trình ta ấn nút build and run chứ không phải nút run nhá. Nút build and run chứ không phải nút run là nó chạy cái file cũ. Còn nút build and run là chạy biên dịch và chạy file mới nhất. Khi nó báo là kết quả return 0 là chương trình của mình không có lỗi. Có một số lỗi cơ bản, ví dụ thầy xóa cái dấu ngoặc này đi. Thầy ấn F9. Con trỏ nó nhấp nháy ở đây nhưng mình không biết lỗi gì. Ta vào thẻ view, chọn cửa sổ lock bật nó lên. Thì nó báo ở lỗi dòng số 8 trước thằng free open này có một cái lỗi gì đấy. Thì mình nhìn ra, hóa ra trước thằng B này thiếu dấu mở ngoặc nhọn. Ta ấn Ctrl L để xóa các dòng không cần thiết. Đấy. Ví dụ như ở cuối dòng này thầy xóa dấu chấm phẩy đi. Thầy ấn nút biên dịch và kiểm tra lỗi. Thì con trỏ nó sẽ nhấp nháy ở dòng số 9. Nó báo là thiếu dấu chấm phẩy. Đấy. Thì vậy thì ta pam cho nó một dấu chấm phẩy. Ví dụ như ở đây thầy bời thiếu một dấu đóng ngoặc ở chỗ này. Đấy, con trỏ nó báo là thiếu dấu đóng ngoặc hay là trước cái dấu chấm phẩy. Vậy thì ta thấy. Như vậy thì về cơ bản lỗi nó báo khá chính xác. Thông thường có hai khả năng, một là dòng nó bị lỗi, hai là dòng trên của nó. Rồi. Ví dụ như thầy khai báo, giả sử thầy khai báo một cái biến kiểu int có hai chữ t. Thì khi đó máy tính nó sẽ nhấp nháy ở dòng này, nó báo thằng int không phải là một kiểu dữ liệu. Ý của bạn có phải là int hay không? Đấy, máy tính nó thông minh thế, tất nhiên int rồi. Đấy. Thì mình sửa lại thằng này lại thành int. Rồi, bây giờ giả sử cái thằng lỗi của thầy xóa đi một cái dấu đóng ngoặc ở đây của thằng int main xem nó báo gì. Trong quá trình soạn thảo chương trình chỉ có một số lỗi cơ bản, nó báo thằng int main này không đang bị lỗi. Đấy. Vậy thì mình pam vào đây. Hoặc giữa các tên biến mình quên không có dấu phẩy. Câu lệnh khai báo biến thứ nhất phẩy biến thứ hai. Nếu thứ biến đấy nó báo biến x. Nó báo ở chỗ này biến x và biến y giữa thằng này. Đấy, hai thằng này đang có lỗi và mình nhận thấy ở đây nó thiếu dấu chấm phẩy. Rồi để làm việc với tệp, ta giới thiệu luôn. Ta vào file, chọn new, chọn empty file. Nhưng khi ta sử dụng chuột bằng tay ấy, vào file cứ dê sang đây nó lại chạy mất đúng không? Vậy thì các bạn ấn luôn cái nút new file ở đây. Ta nút new file, chọn empty file, chọn yes. Ta đang đặt tên là bài 1 BT3. Ở trong thẻ phía dưới các bạn kéo xuống cho thẻ all file. Đuôi mở rộng là đuôi .inp nha. Rồi nút save. Đấy. Khi đó ta giữ phím control lăn chuột nó to lên, nhảy sang đề bài lấy test. Lưu ý khi chạy nên chạy test đề bài trước khi thử test do mình tự chạy ra. Rồi, chạy chương trình xong rồi ta không thấy kết quả đâu bởi vì file out chưa có, ta nháy chuột phải vào project, chọn add file vào.
và thêm file out. Như vậy thì khi tạo thì ta có thể tạo luôn file out cũng được, còn nếu không thì file out nó ra kết quả bằng 0. Quá sao lại bằng cái giờ bài 1 à, cái tên file này đặt sai tên file đấy, vừa rồi thầy đặt sai tên file thiếu số 1 đúng không, thầy nháy chuột phải chọn remove nó đi đấy. Thầy chạy bài 1 BT3 đây, thầy chạy lại chương trình. Rồi bây giờ thầy add lại file bài 1 BT3 đây. Rồi thầy quá tay add luôn cả, remove luôn cả thằng input rồi. À, cái bài 1 BT3.in thầy bị tạo sai chứ không phải là file out. À, file buồn đời quá. Tên file có thể đặt tên chữ thường hay chữ hoa đều được. Ta có thể để ngay ở file in này để chạy, không nhất thiết phải quay về file main. Để tí nữa mình sync test khác cho nó nhanh. Để luôn ở file in chạy. Nháy chuột phải. Như vậy tay trái để nhập dữ liệu, tay phải cầm chuột, chứ ta không thả tay chuột ra nhá. Đấy. Ta thu được là kết quả là 30. Ủa, sao lại 30 vậy ta? À, ta đang thực hiện là xin lỗi. Chẳng qua thầy thử các em thôi. Hóa ra thầy quên chưa đưa giá trị B ra. Rồi, ta thấy giá trị nó đưa ra, sau đó ta so sánh với kết quả của bài toán, thấy ok rồi. Ta quay trở lại sinh ra test khác. Ví dụ nha, thầy thử 125. Thầy chạy. Rồi, thầy mở file out, tay trái ấn enter, tay phải vẫn cầm chuột nhau ra được từng này. Muốn biết kết quả đúng hay không, ta mở đề ra, ta lấy máy Casio cầm tay, ta bấm với cái bộ số này, với bộ số 1254 với bộ giá trị này để ta thu được AB trên máy tính Casio. Được giá trị nào ta so sánh nó với file out trong file out của mình. Nếu giống thì chứng tỏ test đấy đã đúng. Các chuyên gia cho rằng các bạn chỉ cần sinh ra được khoảng 10 test khác nhau mà bấm thấy nó đúng thì bài đấy chắc chắn sẽ full điểm. Đấy. Hoặc nếu không tối đa đạt được tối đa điểm nhưng ít nhất là nó đã đúng đấy. Rồi trên đây là cái thao tác làm bài trên hệ thống trên CodeBlock và các thao tác. Sau khi làm một bài nào đó xong, các bạn vào file chọn Cloud Project. Muốn nộp bài ta ấn Ctrl A, Ctrl C để copy nhé. Chứ đừng copy theo kiểu như này nhé. Ta thường copy thiếu. Ấn tổ hợp phím Ctrl A để select all, ấn Ctrl C để copy. Đó. Sau sang bên kia paste vào. Sau khi muốn sang làm bài tập kế tiếp. Đấy. Đấy. Muốn sang làm bài tập kế tiếp, các bạn vào file, các bạn chờ để tí để thầy chụp lấy cái cửa sổ này. Ta vào thẻ file, chọn Cloud Project để đóng tệp, đóng project này. Đấy. Muốn mở lại cái project mở gần đây nhất thì nó có liệt kê recent project, một số mở tệp project mở gần đây. Đấy. Thầy chọn cái file này. Thì khi đó project này sẽ được mở ra. Các bạn có thể mở ra đây để xem các cái file trong project đấy. Hoặc là để tạo project mới thì các bạn vào cũng Cloud và ta lại create a new project như thao tác vừa rồi. Đấy, như vậy trên đây thầy đã hướng dẫn các bạn cái thao tác tạo project mới trong CodeBlock. Hy vọng là các em sẽ làm việc làm thành công.